Lê Minh Khuê thuộc thế hệ nhà văn trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, một trong những cây bút tiêu biểu của nền văn học hiện đại Việt Nam. Lê Minh Khuê cũng là nhà văn đầu tiên đoạt giải thưởng mang tên văn hào Byung-ju Lee của Hàn Quốc với tuyển tập Những ngôi sao trái đất dòng sông năm 2008. Những ngôi sao xa xôi là một trong những truyện ngắn đầu tay của Lê Minh Khuê, viết năm 1971, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta diễn ra ác liệt. Ba cô gái Thao, Nho, Phương Định trong truyện tiêu biểu cho vẻ đẹp của những nữ thanh niên xung phong Trường Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt, đọc tác phẩm, ta thực sự ấn tượng, vừa cảm phục, vừa trân trọng lòng yêu nước ở nhân vật Phương Định, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, có tấm lòng và tâm hồn cao quý. Nhà báo Phương Thúy đã chia sẻ, với một nhà văn trưởng thành trong cuộc chiến, có lẽ tài sản lớn nhất của Lê Minh Khuê chính là ký ức về chiến tranh. Lê Minh Khuê đã viết những ngôi sao xa xôi bằng một ngòi bút dung dị đầy nữ tính, thể hiện phong cách riêng của mình. Tác phẩm không đơn giản chỉ là truyện ngắn tự sự thông thường, mà còn xen lẫn cả chất thơ toát lên từ vẻ đẹp tâm hồn đầy mơ mộng, nhưng cũng vô cùng quả cảm, anh dũng của thế hệ trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Không chỉ là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến nữa, mà các cô gái đã trực tiếp xung phong lên tiền tuyến kháng chiến cứu nước. Ba cô gái Thào, Nho, Phương Định chính là những cô gái đại diện cho vẻ đẹp của những nữ thanh niên xung phong, thế hệ trẻ lòng đầy tình yêu tổ quốc. Đặc biệt, ngòi bút của Lê Minh Khuê có lẽ tập trung nhiều hơn cả vào việc miêu tả, khắc họa nhân vật Phương Định, một cô gái trẻ trung xinh đẹp, đầy mơ mộng nhưng cũng giàu lòng nhiệt huyết, dũng cảm chiến đấu hết mình vì tổ quốc. Ở Phương Định, ta có thể cảm nhận rõ được lòng yêu nước nồng nàn của thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để rồi, khi hòa bình lập lại, ta vừa biết ơn, vừa trân trọng tình cảm thiêng liêng cao đẹp ấy. Nhà văn khắc họa tình yêu nước của thế hệ trẻ Việt Nam thông qua nhân vật Phương Định, ngay từ chính hoàn cảnh sống và chiến đấu của cô cùng đồng đội của mình. Phương Định cùng Nho và Thao sống dưới chân một cao điểm giữa vùng trọng điểm của tuyến đường Trường Sơn, nơi phải đón nhận nhiều nhất những trận bom nổ của địch nhằm cắt đứt chi viện từ miền Bắc và miền Nam. Họ sống trong một cái hang dưới chân cao điểm, cách xa đơn vị. Nơi đây, đường đất bị cày xới lở loét, màu đất đỏ trắng lẫn lộn, hai bên đường không có lá xanh, chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Hoàn cảnh sống của họ vô cùng khó khăn và biết bao nguy hiểm rình rập. Chỉ cần một đợt bom của địch thôi cũng đủ để vùi lấp họ trong cát bụi của chiến trường. Không cần phải miêu tả cụ thể chi tiết về cuộc kháng chiến chống Mỹ, mà chỉ cần qua vài dòng kể về hoàn cảnh sống của ba cô gái Nho, Thao, Phương Định cũng đủ để ta hình dung về sự khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thế nhưng, với tình yêu nước nồng nàn cùng với ý chí quyết tâm giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc mà Phương Định cùng những đồng đội của mình đã vượt qua cả hoàn cảnh sống khắc nghiệt ấy. Sự khốc liệt của chiến trường cùng với tình yêu nước sâu sắc còn được thể hiện qua công việc của Nho, Thao, Phương Định. Nhiệm vụ của ba cô gái là quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá phải san lấp do bom địch gây ra, đánh dấu các bom chưa nổ và phá bom. Công việc ấy đưa các cô gái vào thế ngàn cân treo sợi tóc, đứng trước ranh giới mong manh giữa hai bờ vực sống và chết. Không chỉ lúc phá bom các cô gái mới gặp nguy hiểm, mà nguy hiểm luôn rình rập khi họ thực hiện nhiệm vụ của mình, bởi họ phải thường xuyên chạy trên cao điểm giữa ban ngày và máy bay của địch có thể ập đến bất cứ lúc nào lấy đi mạng sống của họ. Công việc ấy thực sự là một công việc mạo hiểm, thần kinh luôn căng thẳng, đòi hỏi sự bình tĩnh và tập trung cao độ. Nhà văn đã không miêu tả trực tiếp hiện thực khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhưng qua cách miêu tả hoàn cảnh sống cũng như công việc của ba cô gái đã giúp ta hình dung rõ nhất sự nguy hiểm khắc nghiệt của cuộc chiến. Lê Minh Khuê từng tâm sự về chuyện ngắn Những ngôi sao xa xôi. Tôi đã chứng kiến cuộc sống của những cô gái thanh niên xung phong thời chống Mỹ. Có lẽ vì tác phẩm được viết nên từ những trải nghiệm thực của nhà văn nên đã giúp cho độc giả hiểu một cách chân thực về hoàn cảnh sống, công việc của những nữ thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến, cũng như là hiện thực khốc liệt của cuộc kháng chiến. Văn học chính là tấm gương phản ánh hiện thực cuộc sống. Cuộc sống là nơi xuất phát của văn học như lời Tố Hữu nói. Trang viết của Lê Minh Khuê cũng không ngoại lệ. Tuy không trực tiếp miêu tả hiện thực khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhưng thông qua cách nhà văn miêu tả hoàn cảnh sống và chiến đấu của Phương Định mà ta phần nào hình dung ra được sự khốc liệt của cuộc chiến chống Mỹ. Dẫu phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhưng các cô gái vẫn giữ vững được ý chí, lòng nhiệt huyết của mình để tiếp tục công việc, chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc.
vượt qua bom đạn của kẻ thù, chiến thắng sự đe dọa của ngưỡng cửa tử thần, chắc hẳn phải có một điều gì thôi thúc từ sâu thẳm bên trong mới có thể khiến các cô gái bé nhỏ làm được những việc vô cùng to lớn như vậy. Phải chăng sức mạnh to lớn ấy đến từ tình yêu nước nồng nàn, luôn rực cháy trong trái tim của thế hệ trẻ Việt Nam? Lê Minh Khuê đã cho bạn đọc thấy được tình yêu nước sâu sắc của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thông qua việc khắc họa ba nhân vật Nho, Thao và đặc biệt là Phương Định. Qua giọng văn của Lê Minh Khuê, có thể thấy một trái tim, một sự mẫn cảm của phụ nữ, không nhìn nhận chiến tranh một cách thô ráp và nguyên vẹn, mà trong các tác phẩm của bà có một giọng kể nhẹ nhàng, day dứt, xa xôi và đầy khắc khoải. Chính Hữu có những vần thơ rất hay về tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến. Những buổi vui sao cả nước lên đường, sao xuyến bờ tre từng hồi chống dục, xóm dưới làng trên, con trai con gái, xôi nắm cơm đùm, díu dít theo nhau. Đó là những vần thơ trong bài thơ Đường ra mặt trận. Cùng chung mạch cảm hứng ấy, nhà văn Lê Minh Khuê cũng đã thể hiện sâu sắc tình yêu nước nồng nàn cháy bỏng của thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, rõ nét nhất qua nhân vật Phương Định. Lòng yêu nước sâu sắc đã vun đắp nên lý tưởng sống cao đẹp ở nhân vật Phương Định. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Phương Định có thể ngồi ở giảng đường đại học cùng với bao bạn bè của mình. Nhưng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ đã cướp đi sự bình yên của đất nước. Và nghe theo tiếng gọi của Bác Hồ, quyết tâm chiến đấu để giành độc lập, biết bao chàng trai cô gái như Phương Định đã tạm gác bút nghiêng nơi giảng đường, lên đường kháng chiến. Chính lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước tha thiết đã thôi thúc Phương Định từ biệt gia đình, quê hương, từ biệt cuộc sống êm đềm để bước vào chiến trường gian nan, đầy rẫy những khó khăn nguy hiểm. Có lẽ, đối với Phương Định, được làm việc trong tổ trinh sát mặt trận là một niềm tự hào, là một cái tên gợi khao khát làm nên những sự tích anh hùng. Với Phương Định, sống là phải cống hiến, là có phải dâng hiến cả thanh xuân tuổi trẻ, thậm chí là cả mạng sống của mình để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Có lẽ chỉ cần trái tim còn đập thì sẽ còn cống hiến. Đó chẳng phải là tình yêu nước nồng nàn hay sao? Nếu không có tình yêu nước cháy bỏng ấy thì làm sao có lý tưởng sống cao đẹp như vậy? Lý tưởng sống của Phương Định cũng chính là lý tưởng sống của hàng triệu thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Dẫu có khó khăn, có phải từ bỏ mọi thứ, nhưng tấm lòng luôn hướng về Tổ quốc, cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, tuổi 20 làm sao không tiếc? Nhưng nếu ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc. Đó là những vần thơ trong bài Những người đi tới biển mà Thanh Thảo đã giải bày. Không chỉ vậy, tinh thần yêu nước còn tạo nên cho Phương Định một tinh thần dũng cảm, gan dạ, ý chí kiên cường, thái độ bình tĩnh khi đối diện với hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Phương Định luôn hoàn thành nhiệm vụ được sao và cô coi công việc phá bom thường ngày là công việc thường xuyên. Chỉ khi mang trong mình lòng yêu nước đủ lớn thì Phương Định mới có thể coi một công việc nguy hiểm, có thể lấy đi sinh mạng của cô bất cứ lúc nào, trở thành công việc quen thuộc và luôn trong tư thế hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lê Minh Khuê thật tinh tế khi chỉ với một lời thoại tưởng chừng như rất đơn giản của nhân vật nhưng cũng có thể khắc họa nên được tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, sự gan dạ phi thường và lòng yêu nước nồng nàn. Đặc biệt, lòng yêu nước còn hun đúc một cô gái vốn nhạy cảm trở nên dũng cảm gan dạ đến kỳ lạ. Công việc thì nguy hiểm, ban ngày chạy trên cao điểm, bên trên là máy bay ném bom của địch, dưới đất thì còn bom chưa nổ, nhưng trong lời nói của Phương Định, ta lại cảm thấy sự bình tĩnh đến thản nhiên. Tôi bây giờ còn một vết thương chưa lành miệng ở đùi, tất nhiên là tôi không vào viện quân y, việc nào cũng có cái thú của nó. Lời nói ấy thể hiện sự ngang tàng, can đảm của tuổi trẻ, tuổi mà coi nguy hiểm là điều tất yếu phải trải qua. Sự can đảm, gan dạ đến phi thường của Phương Định được Lê Minh Khuê khắc họa rõ nét trong diễn biến tâm trạng của cô trong một lần phá bom. Trước khi nhận nhiệm vụ phá bom, cô bình tĩnh, coi nó như một công việc hàng ngày, dù cho cô cũng từng nghĩ đến cái chết, nhưng đó là một cái chết mờ nhạt, không cụ thể, nhường chỗ cho một sự tập trung cao độ, suy nghĩ để hoàn thành nhiệm vụ phá bom. Sau khi nhận nhiệm vụ, phải đối mặt trực tiếp với những quả bom, nơi mà thần chết lẩn trong ruột những quả bom, cô cảm thấy sự vắng lặng của không khí xung quanh, đất nóng, khói đen vật vờ từng cụm trong không trung. Qua cách khắc họa của Lê Minh Khuê, ta có thể phần nào cảm nhận được sự lo lắng, có phần sợ sệt của Phương Định.
Nhưng rồi ta phải cảm phục trước lòng gan dạ của cô khi cô tiến đến những quả bom với lòng tự tin tràn đầy, thực hiện những thao tác một cách thuần thục đầy kinh nghiệm, dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom. Phá bom xong, cô tự hào chạy đi tìm đồng đội. Lê Minh Khuê thật tài hoa trong việc miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật tinh tế và chân thực. Chính chiến trường khốc liệt kia đã tôi luyện cô gái nhạy cảm, giàu cảm xúc, dễ xúc động, trở nên kiên định, bản lĩnh, rắn giỏi. Phải thực hiện công việc với tình yêu nước thấm vào thơ da tắc thịt thì Phương Định mới có thể gan dạ, can đảm để thực hiện công việc hiểm nguy như vậy. Sự gan dạ, can đảm, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của Phương Định đã thể hiện được lòng yêu nước, ý chí quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của thế hệ trẻ Việt Nam chống Mỹ cứu nước. Có biết bao người con gái, con trai, trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Có biết bao người con trai, con gái như thế, ra đi với tình yêu nước nồng nàn, cháy bỏng để làm nên hình hài cho đất nước. Sống giữa nơi sự sống và cái chết tranh giành nhau từng ly một như thế, nhưng Phương Định không để tâm hồn mình mòn đi. Chị rất giàu tình cảm với đồng chí, đồng đội, quê hương và vô cùng lạc quan yêu đời. Những câu thơ trong bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây của Phạm Tiến Duật cứ ngân vang mãi. Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây, em xuống núi nắng về rực rỡ, cái nhìn cây gạt mối riêng tư. Để người đọc hôm nay hiểu rằng, ngay trong những ngày lửa cháy thì vẫn có những tâm hồn tươi xanh, lạc quan, yêu đời. Giống như hai người đồng đội trong tổ trinh sát, Phương Định yêu mến những người đồng đội trong tổ và cả đơn vị của mình. Đặc biệt, cô yêu mến và cảm phục tất cả những người chiến sĩ mà hằng đêm cô gặp trên trọng điểm của những con đường vào mặt trận. Phương Định đã lo lắng, sốt ruột khi đồng đội lên cao điểm chưa về. Chị yêu thương và gắn bó với bạn bè nên có những nhận xét tốt đẹp đầy thiện cảm về nhau, phát hiện ra vẻ đẹp dễ thương, nhẹ, mát như một que kem trắng của bạn. Chị còn hiểu và đồng cảm sâu sắc với những sở thích và tâm trạng của chị Thao. Phương Định cũng là người con gái có một thời học sinh hồn nhiên vô tư, bên người mẹ thân thương trong một căn buồng nhỏ, nằm trên một đường phố yên tĩnh hồi ở Hà Nội còn thanh bình trước chiến tranh. Những kỷ niệm ấy luôn sống lại trong cô giữa chiến trường dữ dội. Đó là niềm khao khát làm dịu mát tâm hồn trong hoàn cảnh căng thẳng, khốc liệt của chiến trường. Vào chiến trường đã 3 năm, làm quen với những thử thách hiểm nguy, giáp mặt hàng ngày với cái chết, nhưng ở Phương Định không mất đi sự hồn nhiên trong sáng và cả những ước mơ về tương lai. Tôi thích nhiều bài hát, dân ca quan họ dịu dàng, dân ca ý trữ tình giàu có. Leonid Leonov từng nói, mỗi tác phẩm là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung. Một tác phẩm văn học có giá trị không thể thiếu được sự thành công trong cách sử dụng các hình thức nghệ thuật. Những ngôi sao xa xôi không chỉ để lại ấn tượng với độc giả bởi tình yêu nước nồng nàn cháy bỏng của Phương Định, mà còn bởi cách nhà văn sử dụng các hình thức nghệ thuật. Tác giả đã thành công tạo dựng khung cảnh và không khí ở một trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn để làm nổi bật vẻ đẹp nhân vật. Chuyện được kể bằng ngôi thứ nhất, điểm nhìn từ nhân vật Phương Định đã tạo tính chân thực, đáng tin cậy hơn cho câu chuyện. Lời kể cũng rất linh hoạt, có khi dùng những câu văn ngắn, câu tình lược, câu đặc biệt tạo sự nhịp nhàng phù hợp với không khí căng thẳng, khẩn trương nơi chiến trường. Nhà văn xây dựng nhân vật qua việc miêu tả diễn biến tâm lý, ngoại hình, cử chỉ, hành động để bộc lộ tính cách và phẩm chất. Đặc biệt, nhà văn tìm kiếm được chất thơ toát lên từ hiện thực khốc liệt để tạo nên chất thơ đôi cánh cho tác phẩm được bay cao, bay xa hơn trong hành trình văn học. Lê Minh Khuê đã khắc họa nhân vật Phương Định qua nghệ thuật trần thuật tự nhiên, miêu tả tâm lý tinh tế, mang vẻ đẹp tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng thời chống Mỹ cứu nước. Đó là thế hệ mang trong mình lòng yêu nước nồng nàn, thế hệ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Với tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết được soi sáng bởi lý tưởng cách mạng cao đẹp, những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi sẵn sàng từ biệt gia đình, quê hương, từ bỏ cuộc sống nhẹ nhàng để vào chiến trận, dâng hiến cả tuổi thanh xuân, thậm chí là cả mạng sống của mình để đòi lại độc lập, hòa bình cho dân tộc. Họ chính là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay noi gương để biết sống cống hiến, chung tay vun đắp góp phần phát triển đất nước. Với những ngôi sao xa xôi, Lê Minh Khuê đã cho độc giả hôm nay nhìn lại một thời hào hùng của dân tộc, một thời mà cả đồng bào cùng đồng lòng, đồng sức quyết tâm chiến thắng kẻ thù để có được hòa bình, tự do. Quả thực, văn học có khả năng thật kỳ diệu, làm sống dậy trong ta cả một thời điểm quá khứ với biết bao cảm xúc. Đọc truyện ngắn của Lê Minh Khuê, dù khốc liệt,
gai góc đến đâu, nhưng nhiều nhà văn, bạn đọc vẫn nhận thấy sự nữ tính, nhẹ nhàng, đầy chất thơ như chính con người tác giả. Các tác phẩm của nhà văn Lê Minh Khuê, bất kể ở đề tài chiến tranh hay thời kỳ hậu chiến, vẫn luôn được đánh giá cao về nội dung, hình thức thể hiện.